Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 5 tháng 5 và ngày 6 tháng 5. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, thiết lập rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục dắt qua Trung và Nam Trung Bộ, nâng dần trục lên phía bắc có cường độ ổn định. Trên các vùng biển Nam Bộ phổ biến có gió nhẹ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đông nam cấp 2. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đông nam cấp 3, ngoài khơi sóng cao dưới 1 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn: mực nước tại gành hào cao nhất 1,90 m, xuất hiện lúc 14:30 ngày 6 tháng 5, thấp nhất âm 1,1 m, xuất hiện lúc 8 giờ ngày 6 tháng 5. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,49 m, xuất hiện lúc 7 giờ ngày 6 tháng 5, thấp nhất 0,34 m, xuất hiện lúc 15 giờ ngày 6 tháng 5. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.